Em xin chào các bác ạ, chào mừng các bác quay trở lại với cả kênh của Lương Thanh. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2023 thì bên em có rất là nhiều đơn hàng các bác nhé. Các bác có thể thấy là nhân viên ở kia đóng hàng rất là tích cực và bây giờ là 4 giờ 47 phút chiều. Và hôm nay thì trong số những cái đơn hàng đó có một bác khách là lấy full combo đến từ thương hiệu DB Acoustic luôn các bác ạ. Và ở đây bác khách là ở Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh. Anh Cường, anh có lấy bên em đó là 4 sản phẩm của thương hiệu DB Acoustic. Ở đây thì các bác em đã xếp ở đây rồi, các bác có thể thấy thứ nhất đó là cái con mic DBK4000 các bác nhá. Dòng mic sử dụng cho gia đình cực kỳ là hay, tuyệt vời luôn. Và ở dưới con mic DBK4000 đó là cái con nâng tiếng đến từ thương hiệu DB Acoustic DAC6S. Và dưới con DAC6S đó chính là cái con vang số chỉnh cơ KM350. Và hiện tại nó và cái con KM350 và con KM330 đang là hai cái dòng vang số chỉnh cơ đứng đầu thị trường đến từ thương hiệu DB Acoustic. Và cuối cùng đó là một con súp điện BAT30. Và cái mã của con súp điện là SW12B. Và nếu các bác mà theo dõi của kênh bên em thường xuyên ý, các bác có thể thấy là cái dòng súp này bên em rất là chạy hàng các bác nhé. Tuần nào cũng có vài sản phẩm cho đi, rất là chạy hàng. Và cái dòng súp điện này ý, thì bên em còn có nhìn đến từ nhiều thương hiệu nữa là TD Acoustic rồi GD Audio. Bên em có rất là nhiều các dòng súp điện khác nhau, nhưng mà bán chạy nhất thì bên em đã thấy là cái con SW12B là cực kỳ bán chạy luôn. Và cái chất âm của nó và cái kiểu dáng của nó thì nó đứng đầu luôn các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ bỏ các sản phẩm này ra và kết nối chúng với nhau để thử cái chất âm. Và bác khách đầu tiên là bác sẽ lấy 4 sản phẩm này trước, rồi sau đó bác sẽ sắm thêm loa và sắm thêm đẩy sau. Hiện tại thì ở nhà các bác khách đang sử dụng đó là con âm ly với cả những cái đồ, những cái con loa bass 25. Thì bác khách bảo là hiện tại thì sắm những cái này để nâng cấp về chất âm và để hát karaoke cho nó mượt mà trước, rồi sau này để mà âm thanh nó hoàn hảo hơn, nó hoàn chỉnh hơn và tiếng nó căng hơn thì sẽ sắm thêm đẩy và sắm thêm loa cũng đến từ thương hiệu DB Acoustic. Thì bác khách rất là chịu chơi các anh em. Cái dòng DB Acoustic ý là cái thương hiệu đứng đầu Việt Nam bây giờ. Thì hiện tại trên thị trường Việt Nam có cái dòng DB Acoustic là nó có chỗ đứng trên thị trường Việt Nam. Và song song với nó là có cả hãng VS và bên em là chuyên đại lý chuyên những cái dòng sản phẩm của DB Acoustic và PS Audio. Thì bây giờ thì nhân viên bên em, nhân viên và cũng kiêm ông chủ luôn thì sẽ lắp ráp cái bộ âm thanh này vào các bác nhé. Ở đây thì em sẽ dùng cái con đẩy đến từ thương hiệu PS Audio là con LA12004 thì để là test chất âm và để nó đẩy hai cái đô la công suất đến từ thương hiệu PS luôn là cái con ES12. Đây là cái dòng loa full bass 30 các bác nhá. Và cái đây là cái dòng loa cao cấp của thương hiệu PS Audio, thì lên cái chất âm của nó thì khỏi phải bàn luôn các bạn. Bên em chuyên dùng cái dòng PS ES12 này để mà test âm, để mà kiểm tra trước khi mà ra bàn giao cho khách hàng. Thì ở đây là cái con KM350 bên em đã lấy ra rồi. Và trên nó là cái dòng nâng tiếng DAC6S. Và các bạn có thể thấy cái vẻ bề ngoài của nó thì trông nó rất là hiện đại các bạn nhá, rất là hiện đại. Và cái lớp sơn của nó bóng loáng nhìn rất là sang trọng. Không chỉ là một cái món đồ âm thanh mà nó như là một cái phụ kiện để trang trí cho cái kệ tivi, cho cái phòng khách của các bác. Ở đây thì cái dòng KM350 thì nó sẽ là có những cái cải tiến so với dòng KM330 ở chỗ đó là về cái phần các tần số để chỉnh mic thì nó có nhiều giải tần hơn, chúng ta có thể can thiệp sâu hơn để chúng ta chỉnh cái tiếng mic của chúng ta sao cho nó nghe chuyên nghiệp hơn. Và ở cái phần mode này các bác này, cái chữ mode này nó đã lưu sẵn 16 chế độ chỉnh reverb có sẵn, tích hợp sẵn để các bác có thể thích ở phần nào thì các bác có thể là chuyển sang cái phần đó để các bác hát karaoke, các bác nghe cho nó phù hợp. Và ở trên cái con nâng tiếng DAC6S thì nó sẽ chia làm hai vế kênh, kênh 1 và kênh 2. Ở mỗi vế kênh thì hai bên vế kênh nó sẽ giống nhau các bác nhá. Và mỗi vế kênh thì nó có phần chỉnh phần low mic này, phần tone này, processor và phần high mic này. Thì hai cái mấy cái phần này để nó chỉnh về cái màu nhạc và chỉnh về những giải tần thấp, giải tần cao. Và khi mà có nâng tiếng thì các bác nghe nhạc nó hay hơn rất là nhiều các bác nhá. Nghe nhạc cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và khi mà các bác hát karaoke mà có thêm nâng tiếng thì tiếng mic nó sẽ sáng hơn, trong hơn. Nhưng mà các bác phải biết chỉnh, nếu mà các bác không biết chỉnh ấy thì tiếng mic nó sẽ hơi bị rú rít. Và em sẽ đưa ra một cách phương pháp kết nối để mà các bác không hề bị rú rít mic, mà các bác nghe nhạc tiếng nhạc vẫn hay, hát karaoke mà không hề bị rú rít mic tí nào luôn. Và trên cùng đó là cái con mic K4000. Và các bác có thể thấy cái mặt trước của con K4000 này nó sẽ có một cái số nút điều chỉnh. Thứ nhất là đây là phần nút nguồn này. Và ở hai bên thì sẽ tượng trưng hai kênh các bác nhá. Bên này là một kênh và bên trái là một kênh. Thì nó sẽ có các nút sau. Thứ nhất là nút set và nút scan này là để chúng ta dò tìm tần số sóng sạch và chúng ta cài đặt tần số sóng sạch cho tay mic để nó không bị lẫn các giải tần so với cả những cái sóng ở các thiết bị khác hoặc là sóng ở tay mic của nhà khác. Thì các bác sẽ lọc ra được cái dòng cái tần số sóng nó sạch nhất và tiếng mic thì nó không bị các tạp âm khác. Và ở đây nó sẽ có tăng giảm âm lượng và hai cái nút chỉnh này là để chúng ta tăng tần số và giảm tần số này, để phục vụ hai cái nút này là để dò tìm tần số sóng sạch đấy. Và ở đằng sau thì em sẽ quay ra đằng sau cho các bác nhé.
ở đằng sau thì kết nối như thế nào? Phía mặt đằng sau các bác có thể thấy nhá, em sẽ nói lại là dưới cùng này này là con vang KM350, phía bên trên là con nâng tiếng DAC6S và trên cùng là con mic K4000. Thì ở đây các bác có thể thấy là cái phần mặt sau của cái con vang nó sẽ có tổng cộng 1, 2, 3, 4, 5 đường ra âm thanh. Và đây là cái đường âm thanh 5.1. Các bác có thấy cái đường ở đây nó ghi là SR và đường ra đây là SL. Và đây là right, đây là left, đây là bass out. Thì cái đường SR, SL tức là cái đường surround thì có nghĩa là hai cái loa đằng sau. Trong trường hợp là các bác sử dụng 4 loa các bác nhé, thì nó sẽ đưa ra 4 đường âm thanh, loa 2 loa đằng trước, 2 loa đằng sau và 1 loa super bass, thì nó sẽ tạo thành âm thanh vòm 5.1 và cái trải nghiệm âm thanh của bác nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và đây cũng là một cái bản nâng cấp so với cái dòng KM330. Và ở đây thì em sẽ nói về cái cách kết nối các bác nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cách kết nối để các bác kết nối này. Thứ nhất, cách kết nối thứ nhất ý, là chúng ta sẽ lấy nhạc, chúng ta đưa tất cả vào con vang trước. Chúng ta sẽ lấy nguồn nhạc và cả tiếng mic luôn là chúng ta sẽ cho vào vang trước này. Từ con vang sau khi mà xử lý tín hiệu và tinh chỉnh tín hiệu thì nó sẽ đưa ra hai cổng right và left em đang cắm dây ở đây. Và hai cái cổng này thì em sẽ đưa lên hai cổng in của con nâng tiếng ở phía trên. Và sau khi con vang này xử lý tiếng nhạc và tiếng mic thì nó sẽ đưa lên con nâng tiếng để tiếp tục xử lý tiếng nhạc và tiếng mic. Và con nâng tiếng này nó sẽ nâng cả tiếng nhạc và tiếng mic lên. Đấy, và sau khi nâng tiếng nhạc và tiếng mic lên thì nó sẽ đưa ra con đẩy, nó sẽ có hai cái đường ra bằng canon, em sẽ đưa ra con đẩy và từ đẩy ra loa. Thì cái ưu điểm của cái cách cắm này ấy là nó sẽ xử lý được cả tiếng nhạc, cả tiếng mic. Tức là cái tiếng nhạc của các bác nghe nó hay và nó bổng hơn rất là nhiều và tiếng mic nó sẽ sáng tiếng hơn rất là nhiều. Nhưng nó sẽ có một cái nhược điểm, đó là nếu mà các bác chỉnh quá tay thì cái tiếng mic sau khi được nâng tiếng lên thì nó, cái tiếng mic nó sáng hơn, nó rõ hơn, nó bắt mic hơn, nhưng mà nó lại gây ra cái hiện tượng là rú rít mic nếu mà các bác điều chỉnh cái tiếng high mic và low mic là quá nhiều. Chính vì vậy khi mà các bác hát karaoke thì các bác nên giảm cái đường high mic và low mic xuống. Nếu mà các bác kết nối theo kiểu thứ nhất nhá, các bác phải giảm xuống sao cho tiếng mic nó không bị rú rít và nghe nó vẫn vừa phải, nó ok. Thì đấy là cách kết nối thứ nhất. Và cái cách kết nối thứ hai thì nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều và nó sẽ chỉ nâng cái đường phần tiếng nhạc lên thôi. Tức là chúng ta sẽ đưa nhạc vào con nâng tiếng trước, thiết bị ở giữa trước này. Sau khi nó xử lý tiếng nhạc thì nó mới đưa xuống con vang. Đấy, và con vang thì nó sẽ có nhiệm vụ là xử lý tiếp tiếng nhạc và xử lý tiếng mic các bác nhá. Và cái mic thì lúc nào chúng ta cũng cắm ở con vang rồi, con nâng tiếng chúng ta sẽ không cắm được mic. Thì sau khi nhạc đưa qua con nâng tiếng thì nâng tiếng nó chỉ xử lý tiếng nhạc thôi, nó đưa tiếng nhạc lên, nó tăng cái bass, cái mic, cái chép của tiếng nhạc lên rồi nó mới đưa xuống vang và từ vang nó đưa ra đẩy. Tức là tiếng mic nó chỉ xử lý qua một lần của con vang thôi thì nó sẽ không bị cái hiện tượng là rú rít mic và chúng ta sẽ kiểm soát cái tiếng mic nó dễ hơn rất là nhiều. Đấy, thì cái con mic này ở trên cùng các bác nhá, là lúc nào chúng ta cũng sẽ cắm vào cái con vang ở dưới này này. Đấy, thì hai cách kết nối đấy thì các bác có thể lựa chọn kết nối sao cho phù hợp với cả nhu cầu sử dụng của mình. Và em khuyên là các bác nên sử dụng cái cách hai. Thì một số bác mà không kiểm soát được cái tiếng mic ấy, mà không quá thành thạo về cái việc tinh chỉnh thì các bác nên sử dụng cách hai thì nó dễ dàng nhất và nó đảm bảo cái tiếng mic nó lúc nào nó cũng sáng trong và nó không bị rú rít. Còn cái cách hai thì các bác kết nối thì cái tiếng nhạc nó sẽ hay hơn, tiếng mic nó sẽ hay hơn, nhưng mà các bác phải biết kiểm soát, các bác phải biết điều chỉnh sao cho phù hợp để tiếng mic nó không bị rú rít. Và ở đây thì em đang đưa ra ở cái con đẩy này các bác nhá, sau khi lấy tín hiệu từ con vang này em đang đưa xuống con đẩy này, thì kênh A và vế 1 và vế 2 của con đẩy thì nó sẽ chơi cái dòng loa full bass 30 đến từ thương hiệu là PS Audio. Và ở đây là em đang đánh hai cặp các bác nhá, một cặp là đang để ở trên cột này và một cặp ở dưới ghế này. Đây là loa vế bên trái các bác nhá, và đây là vế bên phải này các bác này. Đấy, một cặp ở, một con ở trên giá loa và một con ở dưới ghế đấy, tức là hai đôi full bass 30. Và kênh 3 và kênh 4 của con đẩy em đang đưa ra đó là hai đôi loa súp hơi đến từ thương hiệu là Martin. Súp hơi bass 50 các bác nhá, một con ở góc bên trái này và một con ở góc bên phải này. Hai con này thì lúc nào em cũng lấy để test chất âm rồi. Các bác không lạ gì hai con súp hơi này nữa đúng không? Và quay lại mặt trước của thiết bị thì em đã bật tất cả các thiết bị lên và các bác có thể thấy là các dải đèn của nó cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá, nhìn nó rất là sang trọng. Đây là ba cái sản phẩm đến từ thương hiệu DB Acoustic và nó phối hợp với nhau nhìn nó tạo thành một cái hiệu ứng đèn rất là chuyên nghiệp. Và các bác có thể thấy ở cái phần giữa nhá, em sẽ chỉ cái thiết bị ở giữa là thiết bị DAC6S. Đây là cái dòng nâng tiếng đời cao của thương hiệu DB Acoustic. Thế nên là nó sẽ có đầy đủ tất cả các đường kết nối cổng vào là Bluetooth này, Optical này và cái đường hoa sen nữa này. Thế nên là các bác có thể lựa chọn giữa hai cách kết nối, cách kết nối 1 hay cách kết nối 2 thì chúng ta đều có thể kết nối đầy đủ các cổng đường vào khác nhau.
chứ không phải là như cái dòng, những cái dòng mà nâng tiếng đời cũ ấy, thì nó chỉ có cái đường hoa sen thôi, nó không có đường Bluetooth, nó không có đường optical cổng quang, thế nên nó rất là hạn chế giữa các cách cắm. Nhưng mà ở cái dòng đời cao này thì nó có đầy đủ như là con vang luôn các bác nhá. Và trên con nâng tiếng này thì nó sẽ đưa ra ba vế loa các bác nhá. À, lúc đầu em nói là có vế trái và vế phải, đó là hai cái đôi loa lời, đôi loa full. Và ở giữa này, cái phần bảng màu đen này các bác nhá, là để chuyên chỉnh cho loa súp này. Ở đây nó ghi chữ bass voice đúng không ạ, là to nhỏ của loa súp. Loa súp ở đây là cái loa siêu trầm này các bác. To nhỏ của loa súp này, và đây là cắt tần này. Đấy, đây là cái phần loa súp các bác nhá. Phía bên này là phần channel 2, tức là kênh 2 đưa ra một vế kênh loa. Bên này là channel 1, cũng là một vế kênh loa riêng. Và đây là các nút để chúng ta có thể bật tắt cái chế độ nâng tiếng đi. Nếu chúng ta muốn nâng tiếng thì chúng ta nhấn vào. Và nó có bật tắt của từng kênh một và bật tắt của cả hai kênh các bác nhá. Đấy, và ở đây là bật tắt của cái loa súp này. Giờ rất là đa năng, rất là tiện lợi. Và tiếp theo thì em sẽ lắp thêm cái con SW12B này vào dàn âm thanh này nữa, để chúng ta có thể test được toàn bộ các thiết bị. Và trong cái video này thì là thứ nhất là test về chất âm, thứ hai test về hoạt động, và tiếp theo thứ ba đó là quảng cáo đến cho các bác những cái dòng thiết bị cao cấp đến từ thương hiệu DB Acoustic. Và cái dàn combo này em sẽ nói về cái mức giá của nó nha các bác nhá. Đầu tiên là cái con loa súp SW12B, cái giá con loa này là dưới 5,5 triệu này. Thứ hai là cái con vang số chỉnh cơ KM350 Pro, thì cái con này bên em đang bán là dưới 3 triệu đồng. Cái con DAC6S dòng nâng tiếng cao cấp nhất của nhà DB Acoustic thì em bán là dưới 2,5 triệu. Và cái mic DB K4000 này là bằng giá với cả cái con vang ở dưới luôn, dưới 3 triệu đồng. Và cái combo này thì nó rơi vào khoảng 3,5 triệu này, nó khoảng đâu đó chục triệu đồng các bạn, hơn chục triệu một chút thôi. Đấy, và đây là một dàn âm thanh hoàn chỉnh luôn các bạn nhá. Và ở đây thì em cái bác khách này mang về để kết nối với âm ly ở nhà. Thì tiếp theo sau đó, sau khi mà các bác khách đấy test chất âm xong và sang tháng các bác khách bảo là lĩnh lương xong, thì bác sẽ tiếp tục sắm thêm dàn loa full của DB Acoustic và thêm con đẩy của DB Acoustic nữa. Thì cái dàn combo của DB Acoustic này em nhận xét là chúng ta không có chỗ nào để mà chê về cái dàn âm thanh này nữa. Và tiếp theo là cái con đẩy này các bác nhá. Và các bác có thể thấy nó đóng gói đúng không ạ? Nó lót xốp ở phía mặt trên này rất là dày dặn, trong quá trình vận chuyển chúng ta hoàn toàn yên tâm. Ở đây là phần mặt trước của con trầm. Con này thùng xốp rất là dày dặn luôn các bác. Các bác có thể thấy đây, nó cả lót ở các viền cạnh nữa các bác nhá. Lót ở mặt trên này, lót ở mặt dưới này, và lót ở các viền bốn góc. Và sau khi mà bên em đóng hàng ấy thì bên em sẽ quấn chít nữa này, và bên em sẽ bó thêm cả xốp vào bốn góc cạnh loa ở phía mặt trên và mặt dưới, và đóng hàng rất là cẩn thận nhá các bác nhá. Riêng cái dòng loa xốp thì bên em đóng hàng phải cực kỳ là cẩn thận. Tránh cái trường hợp mà bên bưu điện người ta vận chuyển mà người ta làm va đập, thế nên là bên em phải bó hàng rất là kỹ. Thế nên là khi mà các bác nhận hàng thì em vẫn khuyến khích các bác, và em lên khuyến cáo các bác là phải kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Tức là khi nhận hàng ở bên bưu điện thì các bác hãy bỏ tất cả các thiết bị ra, các bác kiểm tra xem đầy đủ tất cả các phụ kiện chưa, hàng có bị làm sao không thì các bác hãng thanh toán các bác nhá. Và khi mà sử dụng những cái dòng trầm súp điện ấy, thì các bác nên để nó ở dưới mặt sàn thì âm thanh của nó sẽ được tối ưu nhất. Nhưng mà ở đây là bên em đang quảng cáo thì nên em sẽ để ở phía mặt trên, em sẽ để lên giá để các bác có thể nhìn toàn diện cái con loa súp này. Và các bác lưu ý này, ở trong cái clip này ấy, thì em cứ để lên đây, vừa thứ nhất là các bác nhìn dễ này, cái thứ hai mà khi mà em quay bằng điện thoại để mà quảng cáo cái dòng loa súp này thì bên em cũng không thể nào mà thu được cái tiếng âm trầm của loa súp này, bởi vì nó chơi ở giải siêu trầm, mà cái thiết bị điện thoại thì nó chỉ giới hạn ở cái một mức độ tần số mà nó có thể thu âm được thôi. Thế nên là khi mà test về cái con loa này, test nó hoạt động để các bác biết là nó đang hoạt động và nó hoạt động mạnh hay yếu ấy, thì em sẽ lấy một tờ giấy em để ở phần cái miệng hơi ở đây. Khi mà con loa súp hoạt động thì cái nam châm nó sẽ hút và đẩy cái màng loa sẽ lên hoặc xuống. Thì khi mà nó lên hoặc xuống thế thì nó sẽ tạo ra cái áp suất âm hoặc dương, và áp suất như thế thì nó sẽ tạo ra cái luồng hơi nó đưa vào và đẩy ra qua cái lỗ thông hơi này. Chính vì vậy em để cái tờ giấy đây, mà nó giật tờ giấy thì tức là cái màng loa nó đang hoạt động, và màng loa nó hoạt động càng mạnh thì cái tần suất âm áp suất thì nó càng mạnh, gió nó đẩy ra đẩy vào cũng càng mạnh. Đấy, và em sẽ nói về cái phần mặt sau của nó các bác nhá. Phần mặt sau này thì nó cũng có các nút để tinh chỉnh cái con loa súp điện về phần chất âm và về cái phần volume. Các bác có thể thấy nó sẽ có 3 nút chip ở đây. Thứ nhất là về cái phần volume này. Đấy, các bác có thể tăng và giảm âm lượng volume các bác ở đây nhá. Tiếp theo là cái phần pha. Và đây là cái dòng cao cấp, thế nên là nó sẽ có cái nút chiết áp để chúng ta dò pha, chứ nó không phải là cái nút mà bấm thay đổi 180 độ đấy. Ở đây nó có thể dò pha để cho các bác tìm được cái phần pha nó chính xác hơn, ghép nó chính xác hơn so với những cái dòng loa full, cái phần loa lời, để âm thanh nó đồng bộ hay hơn các bác nhá. Và ở trên cùng là cái phần cắt tần. Đấy, cái phần cắt tần này thì ở trên cái con nâng tiếng cũng có, mà ở trên con vang cũng có, ở trên con trầm này cũng có, và các bác có thể chỉnh ở trên cả ba thiết bị này đều được.
Ba thiết bị này các bác chỉnh ở thiết bị nào cũng được các bác nhé. Và về cái phần đường vào của nó thì nó sẽ có hai nguồn đường vào. Thứ nhất là các bác có thể sử dụng cái đường hoa sen, là cái dây hoa sen rắc hai đầu như thế này. Thứ hai là các bác có thể sử dụng bằng cái đường rắc Canon ở đây. Thì ở đây thì em sẽ lấy cái dây hoa sen này cho nó tiện, bởi vì dây này nó dài. Còn nếu mà ở nhà tùy theo cái thiết bị của các bác sử dụng, nó đưa ra ở đường âm thanh bằng đường nào thì các bác hãy sử dụng cái đường đấy nhá. Thì các bác hãy dặn trước bên em là các bác cần sử dụng đường dây nào thì các bác nói trước với em, em sẽ tặng kèm dây cho các bác luôn, tặng kèm miễn phí các bác nhá. Và con này sử dụng nguồn đường vào là 220V và công suất của nó hoạt động là 250W các bác ạ. Loa súp SW12B. Và bây giờ thì tất cả các thiết bị đã được lắp ghép với nhau một cách hoàn chỉnh rồi. Cái phần tiếng loa súp này này em đang lấy ra từ cái con nâng tiếng các bác nhá. Nếu mà các bác sử dụng nâng tiếng thì các bác nên lấy loa súp ở con nâng tiếng ra thì âm thanh nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đấy. Nếu các bác sử dụng vang và nâng tiếng thì các bác nên lấy tiếng súp từ con nâng tiếng nhá. Em hay lấy tiếng súp từ con nâng tiếng. Còn tùy theo nhu cầu sử dụng các bác thôi, tùy theo sở thích của các bác. Các bác có thể lựa chọn khác nhau. Vừa rồi là em lấy đường âm thanh từ cái con nâng tiếng ra và em đang sử dụng 3 đường để cắm vào con đẩy. Và con đẩy là kênh 1, kênh 2, vừa nãy em nói là sử dụng 2 đôi bát 30 đúng không ạ? Và kênh 3, kênh 4 là sử dụng loa chấm hơi. Thì bây giờ em sẽ ngắt cái đường thứ 3 đi, cắt cái đường chấm hơi đi, em chỉ sử dụng đường loa súp thôi, à cái đường loa full thôi. Bởi để mà chúng em test cái loa súp này ở đây. Chứ nếu không mà em bật cả hai tiếng súp ở đây thì nghe nó sẽ át đi cái âm thanh của con SW12B này các bác nhá. Và cái dòng loa súp điện bát 30 này nó hoạt động tốt nhất ở mặt sàn dưới 50m2. Đặc biệt là 50m2 trở xuống thì âm thanh của nó sẽ được đồng bộ và nó sẽ là tối ưu nhất, hay nhất. Và ở cái mặt sàn bên em đang test thử là 120m2 các bác nhá. Mặt sàn của cửa hàng đang là 120m2. Thì ở trong cái clip này thì em sẽ test về hoạt động thôi, chủ yếu là test về hoạt động thôi. Và cái bộ dàn này thì em sẽ test về chất âm của nó. Và ok, bây giờ em sẽ cho nhạc lên ạ. Và anh Lương sẽ rút cái đường loa súp ra các bác nhá. Bỏ cái đường loa súp đi. Ở đây là chỉ có hai đường ra thôi. Đây là các bác nhìn này, đây là hai đường ra các bác nhá. Đây là hai đường từ vang vào này, hai đường từ vang ra thì em đã kết nối với cả loa trái loa phải đây. Loa trái loa phải đây ạ. Đấy, kết nối với cả con đẩy ở đằng sau nhá các bác nhá. Đẩy chỉ dùng loa full thôi. Đẩy đấy, vặn là loa full lên thôi. Còn loa trầm tắt hết đi. Đấy, và đang sử dụng trầm ở cái con trầm 30 này. Trầm 30 nhìn kiểu dáng rất là sang trọng, rất là đẹp. Đấy các bác có thể thấy, em sẽ quay lại một vòng nữa các bác nhá. Quá đẹp luôn ạ. Vừa đẹp về kiểu dáng mà chất âm của nó thì cũng rất là tuyệt vời. Bốn thiết bị. Vang ở dưới cùng này, nâng tiếng này, micro không dây này và trầm này. Ok, bây giờ em sẽ test chất âm các bác nhá. Các bác lưu ý là tất cả các nút chiết áp ở đây em đang đều để hướng 12 giờ, hướng mặc định các bác nhá. Và bây giờ em sẽ cho nhạc lên này. Chưa can thiệp cái gì, chưa chỉnh cái gì cả. Nếu mà chỉnh thì âm thanh nó sẽ còn hay hơn, nó sẽ còn mượt mà hơn. Nhưng mà đây là để chế độ âm thanh mộc, chế độ mặc định. Và trong cái bài test này là chỉ có hai đôi loa full và một chiếc trầm bát 30, trầm điện bát 30. Các bác nghe độ khoảng 30 giây cái tiếng nhạc thì các bác thấy là nghe cái tiếng nó nhạc nó rất là thoát tiếng và âm thanh nó rất là hay, các giải rất là đầy đủ. Và tiếp đến là bây giờ thì em sẽ thử cho các bác là cái tiếng mic ở trên hệ thống này. Và các bác lưu ý đặc biệt của em là vừa rồi là nhạc ở chế độ là âm thanh mộc và bây giờ thì mic em cũng để ở chế độ âm thanh mộc. Vang cũng tất cả để chế độ 12 giờ này, tất tần tật 12 giờ hết các bác nhá. Lưng tiếng cũng để 12 giờ hết, chưa giảm cái gì cả. Và ở trên này chúng ta chưa căn chỉnh cái gì cả. Còn rõ ràng hệ thống âm thanh chúng ta căn chỉnh thêm vào thì âm thanh nó sẽ còn hay hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì em sẽ thử cho các bác cái tiếng mic. Và cái mic này là mic đời cao. Trên mic này thì nó sẽ có đầy đủ tất cả những cái chế độ là hiện đại bây giờ, cũng như là chế độ là tắt chờ này, chế độ tiết kiệm pin này, chế độ ngắt gia tốc này, chế độ dò sóng sạch này, đều có trên hệ thống mic này các bác nhé. Mã mic là con K4000. Và bây giờ thì em sẽ sử dụng cái tiếng mic ạ. L6712.
6712. Các bác nghe tiếng mic thì tiếng mic nó rất là thoát tiếng và độ nhạy rất là cao. Alo 6712. Alo 6712. Và ở đây thì các bác thấy là có một cái mic em đang bật ở đây. Đây quay sát ở đây. Zoom vào đây. Zoom vào cái phần mic này. Thì các bác thấy là cái phần mic này thì cái mic này nó đang bật rồi, nhưng mà nó đang ở chế độ ngủ. Đấy, chế độ ngủ các bác thấy là hình có hình cái ánh trăng này. Khi mà em cầm mic lên nhá, ở chế độ này thì nó sẽ không thu âm này, em sẽ alo đấy ạ. Alo, 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 không hề có tiếng âm ra loa, nhưng mà khi em cầm lên thì cái mic nó tự bật luôn nhá. Alo 6712. Alo 6712. Tiếp đến là cái bài test tiếp theo là em sẽ xử sóng như này nhé. Sóng xem là từ cái đầu thu và cái tai mic này thì sóng nó có xa không. Thì con này nó có chế độ là sò sóng sạch, thì nó sẽ lựa chọn là cái sóng mà sạch nhất, ổn định nhất. Xung quanh môi trường chúng ta có rất là nhiều sóng, nhưng mà nó sẽ xử sóng cái sóng là tốt nhất. Và bây giờ thì em sẽ thử cho các bác là cái độ xa của con này các bác nhé. Ở đây thì em sẽ di chuyển lên 6712. Thì thực tế là có con này thì với cái sóng của nó rất là xa, rất nhiều khách hàng đang sử dụng, và thực tế là cả anh em đi làm sự kiện thì đã sử dụng rồi. Và rất là khen con này, mic này rất là tốt và sóng rất là ổn định. Alo 6712, mic 1. Alo mic 2. Alo 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 mic 1. Sóng rất là ổn định. Vẫn là mượt luôn các bác nhá, vẫn mượt nhá. 7712. Vẫn không hề có tí gì gọi là bị ngắt quãng cả. Thực tế thì không có khách hàng nào mà đi xa như này để hát karaoke. Đấy, cả anh em đi làm sự kiện để gì cũng xa. Rất là xa rồi, sóng rất là ổn định. 6712. 6. Vẫn rất là ok các bác nhá. 6712. 6712. Rất là khủng luôn các bác. 6712. 6712. Mà có lẽ là cái khoảng cách này thì em xin phép là thì không ai đi xa như này để hát karaoke của bạn. Rất là xa rồi, không? Rất là xa rồi. 6712. Vẫn sóng vẫn rất ổn định. Thấy như thế này không? Thì thường nếu thử thì nếu mà ví dụ như sóng nó có chập chờn thì nhân viên bên em sẽ gọi về. Và xin phép là với cái khoảng cách này thì em sẽ về. Vì cái khoảng cách này thì các bạn cần phải là sóng nó sẽ yếu dần rồi. Vì với cái khoảng cách này thì hoàn toàn đáp cho anh em đi làm sự kiện chạy xa tiếp luôn. Từ đây đến đó là khoảng rơi vào là khoảng 70-80 mét rồi các bác nhá. Khoảng 70-80 mét rồi, về em sẽ phóng to này, các bác thể thấy này. Đó, ok. 70-80 mét các bác nhá. Khoảng ra ngoài 80 mét thì chất âm của nó hơi bị mất một chút. Ngoài 80 mét thì chất âm nó hơi chập chờn một chút, sóng hơi chập chờn. Và hiện tại thì các bác có thể thấy là cái chất âm thì ai dùng gia đình chả ai mà chạy 70-80 mét cả. Đó là hoàn toàn ok, chất sóng rất là tốt các bác nhá. 6712. Alo 6712. Alo 6712. Tiếp đến là em sẽ thử cho các bác là cái chế độ là ngắt gia tốc các bác nhá. Chế độ ngắt gia tốc. Chế độ ngắt gia tốc là cái mic nó sẽ rơi tự do, và trong cái quá trình rơi tự do thì nó sẽ có cái cảm biến. Ở bên trong cái mic này nó sẽ có cảm biến. Khi mà các bác rơi tự do thì nó sẽ chuyển sang chế độ ngắt. Có nghĩa là pin vẫn bật nhưng mà nó sẽ không thu âm vào. Thì khi mà rơi xuống thì nó sẽ không gây tiếng động ra loa. Ví dụ đây em sẽ có cái đây, các bác. Khi mà em đập đây thì là có tiếng động ra loa. Nhưng mà khi mà em rơi tự do, đây khi mà em rơi tự do đây các bác nhé, rơi tự do này. Đấy, như này. Tiếng động này. Mà rơi tự do đây thì các bác thấy không? Không hề có tiếng động, không hề có tiếng động các bác nhé. Không hề có tiếng động đấy, các bác thấy đấy. Không hề có tiếng động luôn, không hề có tiếng động. Nhưng mà khi mà chúng ta cầm lên thì đấy là chế độ ngắt gia tốc các bác nhé, ngắt gia tốc. Và đây em thử lại các bác chất âm nữa. Alo 6712. Alo 6712. Alo 6, tiếng âm rất là tuyệt vời luôn các bác nhé. Thì ok, thì với cái combo này hôm nay thì khách hàng đặt là sẽ có 4 sản phẩm. Một con vang số chỉnh cơ KM350 phiên bản nâng cấp cao cấp nhất. Và cái con này hiện giờ đang đứng đầu thị trường trong vòng khoảng 3 năm rồi nó vẫn đứng đầu. Tiếp đến là một cái dòng lâng tiếng, chúng ta lâng cả tiếng nhạc, lâng cả tiếng mic để cái âm thanh của chúng ta nó sẽ đầy đủ với chất âm hơn. Một cái bộ mic không dây đời cao có đầy đủ tất cả những cái chế độ hiện đại. Và tiếp đến đó là một cái chiếc loa super. Loa siêu trầm. Cái loa này thì là một cái dòng cao cấp, các bác sẽ nhìn cái kiểu dáng bên ngoài thì các bác đã muốn dùng rồi, cực kỳ là thuyết phục luôn các bác. Kiểu dáng rất là sang trọng với cái màu vân gỗ óc chó, thì là một cái thiết bị âm thanh, đồng thời nó là một cái thiết bị mà đề co trang trí cho cái nội thất phòng khách cực kỳ là tuyệt vời.
Và đây là một loạt những cái bao bì hàng mới cứng bóc hộp. Thì sản phẩm đã test tất cả chức năng bình thường. Bây giờ em xin phép các bác là em sẽ đóng gói và sẽ gửi bưu điện để bàn giao cho khách hàng các bác nhé. Cảm ơn các bác theo dõi video. Và trong cái quá trình theo dõi video thì ở phần kết thúc của video thì nó sẽ có cái phần biểu tượng hình tròn. Các bác sẽ ấn vào biểu tượng hình tròn để đăng ký kênh của bên em. Hoặc là ở phần phía dưới video nó sẽ có cái hình đăng ký. Các bác sẽ ấn vào đăng ký để đăng ký ủng hộ kênh của bên em, giúp đỡ kênh của bên em. Cái việc đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí. Và ở phần kết thúc thì nó sẽ có thêm một số những cái hình ảnh hình chữ nhật, là nó như những cái video gợi ý, các bác sẽ tích vào để mà xem những cái video gợi ý của bên em thôi nhé. Cảm ơn các bác, xin chào các bác ạ.